Bảo vệ tỉnh thất bồng lai, YouTuber Toán Trần lĩnh 6 tháng tù. Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, bị cáo Toán đã sử dụng hai kênh YouTube của mình để tấn công, xúc phạm và nhục mạ nghiêm trọng nhân phẩm những người lên án tỉnh thất bồng lai. Ngày hôm qua ngày 10 tháng 4, nguồn tin của báo chí cho biết trong 2 ngày là ngày 8, ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Toán, 37 tuổi, ngụ tại xã Vạn Hưng, huyện Văn Ninh, 6 tháng tù về tội làm nhục người khác. Theo cáo trạng truy tố, trong năm 2021, cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn tố cáo của tu sĩ Phật giáo TDT, ông TQG và Trần Văn Đức tố cáo Trần Minh Toán sử dụng trang mạng xã hội vu khống, nhục mạ danh dự. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Toán lập và quản lý hai kênh YouTube là Toán Trần Channel và Toán Trần Official. Bị cáo có quan điểm bảo vệ hoạt động của tổ chức tự xưng tỉnh thất bồng lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Do đó, Toán đã dùng hai kênh YouTube của mình để tấn công và nhục mạ những người có quan điểm lên án tỉnh thất bồng lai. Qua giám định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa xác định, trong 15 video clip từ hai kênh YouTube của Toán có 4 video clip xúc phạm và xâm phạm nghiêm trọng đến ông Trần Văn Đức. Các video khác có nội dung xúc phạm danh dự và đời sống của các bị hại còn lại. Tại phiên xét xử, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị phạt bị cáo Trần Minh Toán về tội làm nhục người khác với mức án từ 6 đến 9 tháng tù. Bào chữa cho bị cáo, luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung cho rằng cơ quan điều tra đã vi phạm thủ tục tố tụng. Luật sư bào chữa cũng đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động tinh thần. Hội đồng xét xử nhận định các cơ quan tố tụng đã làm đúng các quy định thủ tục tố tụng hình sự. Bị cáo Toán đã xác nhận các video cơ quan điều tra thu thập là của mình. Do đó, hội đồng xét xử đã bác yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại của các luật sư. Bị cáo Toán đã phạm tội thông qua mạng xã hội gây nhiều dư luận trong xã hội, gây mất tình hình trật tự trong phạm vi rộng, mức độ nguy hiểm cho xã hội là nghiêm trọng. Trước đó, bị cáo đã bị công an địa phương xử phạt 200.000 đồng vì hành vi có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Tại phiên xét xử, bị cáo Toán đã thành khẩn khai báo và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Minh Toán mức án 6 tháng tù. VTV1 lại tiếp tay quảng bá cho một thần y đa cấp. Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Chúc quý vị ngày mới tràn đầy niềm vui. Thưa quý khán giả, trong chúng ta, ai ai cũng biết rằng một quảng cáo được phát sóng là đang giới thiệu và quảng bá cho sản phẩm nào đó và nó được trả tiền để phát lên từ nền tảng mạng xã hội, báo chí đến chương trình truyền hình. Nhưng có một cách quảng cáo trá hình mà không phải ai cũng hiểu là nó đang quảng cáo. Đó là các phóng sự, các bài viết không chỉ đích danh về sản phẩm cần quảng cáo nhưng sẽ lồng ghép nó vào. Từ đây người xem hiểu lầm là sản phẩm ấy chất lượng và có công dụng tuyệt vời nên các nhân vật trong phóng sự đó mới dùng. Như sự kiện lừa đảo xuyên suốt mười mấy năm nay của ông Võ Hoàng Yên, từ một ông thầy lang có tí chuyên môn về bấm huyệt, xoa bóp và nắn xương, ông ta đã tự xây dựng cho mình hình ảnh siêu phàm như một thần y, có khả năng chữa bệnh tuyệt vời, thậm chí trị được cả câm điếc bẩm sinh cơ đấy, căn bệnh bẩm sinh mà chưa có cách điều trị. Những phóng sự dạng quay trực tiếp quá trình điều trị với lượt người tham gia lớn và khi phỏng vấn ai ai cũng tấm tắc khen ngợi, thậm chí khẳng định chắc nịch bản thân hoặc là người thân đã được điều trị khỏi một cách thần kỳ. Và thực tế, tất cả là diễn viên mà thôi. Báo chí và đài truyền hình đã lên không chỉ một, hai bài mà là cả ký sự liên tục hàng loạt. Nó đã khiến người dân bị lừa và từ đó truyền tai nhau bởi ai ai cũng tin tưởng truyền thông chính thống mà. Quý vị thân mến, nói đến đa cấp, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến lừa đảo có đúng không ạ? Và quan trọng nhất, tại sao bán hàng lừa mà vẫn tồn tại được? Là bởi vì sản phẩm ấy thực ra đa phần đều là thực phẩm chức năng. Nó là dạng bổ trợ nên có dùng hay không dùng thì cũng không thay đổi tình trạng người bệnh. Vì thế không có nhiều tác động xấu đến người mua, không tố cáo cảnh báo nguy hiểm và những người bán cứ vậy tự do nổ tung trời về công dụng sản phẩm để bán được hàng mà còn bán được với giá trên trời. Và con đường để quảng bá nhanh nhất là tìm đến những nơi uy tín để tăng độ tin cậy.
Đó là lý do họ sẵn sàng bỏ tiền tỷ để mướn người nổi tiếng quảng bá sản phẩm. Và một thực trạng đáng buồn ở Việt Nam là người nổi tiếng dường như đang kiếm tiền bất chấp. Họ sẵn sàng quảng cáo mà không cần tìm hiểu sản phẩm có đúng như lời thoại mà mình đang truyền tải hay không. Về việc nghệ sĩ Việt Nam thời gian gần đây quảng cáo cho những sản phẩm bất chấp, kênh bản tin online đã cập nhật đến tất cả quý vị. Rất nhiều những người nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí là những cây đa cây đề đều sống nhờ tiền quảng cáo của các thực phẩm kia. Và một con đường uy tín nữa đó là quảng bá trên báo chính thống hoặc là truyền thông chính thống. So với các trang mạng xã hội thì những kênh truyền hình có giá cao hơn nhiều, nhưng độ uy tín cao và người tiếp cận cũng nhiều. Từ những bản tin, bài báo, phóng sự, clip được quảng cáo trên truyền thông chính thống, các nhà bán hàng sẽ lấy nó làm bằng chứng, đảm bảo để giới thiệu trên các trang mạng xã hội và tư vấn cho khách hàng. Đa phần người bệnh sẽ luôn tin tưởng vào nhà đài nhà nước và báo chí chính thống, nên chỉ cần sản phẩm đó được lên là sẽ tin luôn chất lượng của nó. Vì tiền, nhiều nhà đài sẵn sàng quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng hoặc mặc cho người bán nổ công dụng trên trời. Và sau quá nhiều những phốt bị bóc thì người dân đã có những cẩn thận hơn khi tiếp cận sản phẩm được phát sóng. Và một dạng quảng cáo mới được ra đời đó là nâng cao hình ảnh của nhà sản xuất và từ đấy đánh lừa người mua về nhân cách, đạo đức, tình nghĩa của người bán. Sau đó dẫn dắt người xem tin tưởng vào những sản phẩm mà người này bán. Mới đây nhất thì kênh VTV1, kênh được đánh giá là uy tín nhất, đã phát sóng một chương trình điểm tựa tương lai. Nhân vật chính được mời là chị Hoàng Hường. Trong nội dung bản tin, chị được vẽ nên như một doanh nhân giàu tình cảm, sống sẻ chia, làm mọi thứ với tâm niệm vì sức khỏe mọi người. Và tất nhiên, chẳng có gì là tự nhiên cả. Người phụ nữ được VTV1 PR lại là bà chủ của chuỗi bán hàng online đầy tai tiếng, dày đặt các chiêu trò truyền thông, quảng bá sản phẩm như tiên dược, nước súc miệng, hỗ trợ xương khớp, kem đánh răng mà nổ thành thuốc điều trị, chữa dứt điểm mọi loại viêm nhiễm hôi miệng, thái hóa. Giá bán thì ngất ngưỡng, bán thì chơi trò liệu trình, muốn mua thì phải mua 3-4 lọ với giá tiền triệu, chưa kể đã mua một lần thì sẽ phải mua tiếp nhiều lần sau, chứ một lần thì chưa đủ lộ trình nên chưa thể hết bệnh, và nếu tin thì mất vài triệu bạc là bình thường. Đó là một trò bán hàng lừa đảo, không phải công ty đủ tiêu chuẩn để sản xuất được dược phẩm. Chỉ là dạng gia công thực phẩm chức năng tại nhà, nhìn vào lại nghĩ ngay đến các cơ sở sản xuất kem trắng da, sâu chuồng gà quý vị ạ. À, vậy cho hỏi, tại sao VTV1 lại đi tiếp tay quảng bá cho một công ty bán hàng online tai tiếng lừa đảo như vậy? Chẳng nhẽ đồng tiền làm mờ mọi ranh giới đạo đức và uy tín hay sao? Tất nhiên, sau khi phát sóng nhận về quá nhiều chỉ trích, nhà đài đã xóa phóng sự đi, nhưng biết bao nhiêu người đã xem, đã nhầm tưởng, và hơn nữa, công ty Hoàng Hường sẽ lấy nó đi làm lá chắn bìa cho sự uy tín về bản thân. Chúng tôi cực kỳ uy tín nên VTV1 mới mời lên phỏng vấn nhé. Kiểu vậy đó quý vị. Đây không phải là lần đầu mà câu chuyện quảng cáo láo đưa tin quá về các thần dược, thần y đã được các nhân vật nổi tiếng, nhà đài uy tín phát sóng quá nhiều rồi. Chỉ khổ cho người dân, không biết đâu mà lần, chỉ mong chính phủ mạnh tay hơn trong kiểm duyệt và hình phạt đủ sức răn đe để vấn nạn quảng cáo bất chấp trên được hạn chế bớt.